Tiền bạc là dòng chảy và con người chúng ta ai cũng có những cái dòng chảy tiền bạc nó chảy qua con người chúng ta. Nó có thể đủ, có thể thiếu, có thể đong đầy, có thể vơi. Tùy vào cái suy nghĩ của chúng ta, cái năng lực hấp dẫn tiền bạc của chúng ta. Đúng không nào? Và nếu như tiền bạc đến với chúng ta là rất là nhiều, nó như một cái miếng bánh á. Nếu như tiền bạc nó đến với chúng ta là một cái miếng bánh tròn đầy, đầy đủ, mà chúng ta ăn đất miếng bánh đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy là lúc ăn thì thấy nó tuyệt vời đấy, nhưng sau đó cái cảm giác sau đó là gì, các bạn biết là gì không? Là cảm giác trống rỗng ở sau đó. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này. Đó là cái người mẹ Teresa, các bạn biết không ạ? Người mẹ Teresa là cái người làm từ thiện, người có tình thương bao la nhất nhân loại này, được không ạ? Người có tình thương bao la nhất nhân loại này là mẹ Teresa, người có tình thương vô bờ bến. Bà đã trao đi những cái tình thương của mình và bà không bao giờ giữ tiền mặt. Tiền đến với bà luôn là một cái dòng chảy đi qua bà và trao cho người khác. Và những cái miếng bánh đó, cái miếng bánh đến với bạn là một sự đầy đủ và bạn chỉ ăn một nửa thôi, một nửa bạn trao đi cho người khác, trao đi cho sự cho những người thiếu thốn, thì bạn sẽ cảm thấy mình vui vẻ hơn, mình đong đầy yêu thương hơn, mình cảm thấy trọn vẹn ý nghĩa, mình cảm thấy một tình thương bao la ở trong mình. Mình cảm thấy cuộc sống nó đong đầy, đầy đủ, trọn vẹn, viên mãn. Đúng không nào? Nếu chúng ta đã làm những cái điều đó thì chúng ta sẽ có cảm xúc đó, có cảm nhận đó. Và nếu chúng ta chưa làm được cái điều đó thì chúng ta hãy thực hành nó đi, hãy làm nó đi. Chúng ta sẽ biết rằng những cái điều đó, tiền bạc đến với chúng ta nó bởi sự cho đi, bởi sự cống hiến, bởi tình yêu thương, chứ không phải nó đến với ta chúng ta chỉ cất giữ nó, chúng ta nếu như chúng ta chỉ cào lấy, vơ lấy vào bản thân mình thì nó sẽ không đồng đầy, không trọn vẹn, không thể giàu có đủ đầy được. Mà tiền bạc đến với chúng ta nó cũng phải có cái dòng chảy vào và dòng chảy ra. Cái dòng chảy ra của chúng ta là dòng chảy ra của tình yêu thương, dòng chảy ra của sự cống hiến, dòng chảy ra của sự cho đi, được không ạ? Nếu chúng ta có cái dòng chảy đó, nó lại luôn chuyển lại trở lại, được không? Nó luôn chuyển cái dòng chảy đó trở lại chúng ta, làm cho cái dòng chảy của chúng ta nó trở nên ngày một lớn hơn, một vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn, và chúng ta có niềm tin cực mạnh mẽ hơn. Chúng ta lại càng cống hiến, lại càng cho đi, dòng chảy đó lại càng quay trở lại chúng ta, được không nào? Hãy cống hiến trước, hãy cho đi trước, hãy học hỏi và trao đi. Chúng ta, con người chúng ta luôn luôn có những cái giá trị nào đó để chúng ta trao đi cho người khác. Chúng ta, giá trị của chúng ta đến ở mức này, chúng ta sẽ cho đi những người ở mức thấp hơn. Giá trị chúng ta cao hơn, ở mức này chúng ta sẽ cho đi những người ở thấp hơn. Đúng, được không ạ?
luôn có những người có cái giá trị mong muốn cái giá trị của bạn, và bạn lại luôn khát khao, luôn mong muốn, luôn học hỏi, luôn tiến lên, bạn thu nhận được những cái giá trị lớn hơn vào bản thân mình. Khi bạn thu nhận được những cái giá trị lớn hơn vào bản thân mình, bạn lại cho đi, bạn lại cống hiến, bạn lại trao đi, và luôn chuyển cái vòng đó lặp đi lặp lại trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên có được cái những cái tình yêu thương ba la này, có thương hiệu rộng lớn đó, có thương hiệu mạnh này, được không nào? Tôi hy vọng là bạn qua cái video này, bạn hiểu được cái ý của tôi, hiểu được cái nội dung của video này muốn truyền tải đến bạn, được không nào? Chúng ta đừng đợi đến khi chúng ta đủ đầy rồi chúng ta mới làm, bởi vì hầu hết khi chúng ta đủ đầy rồi thì chúng ta sẽ không hành động đâu. Đó, hãy làm nó khi chúng ta chưa đủ đầy, hãy tìm cách làm nó, hãy tìm cách học hỏi và là hành động, đúng không nào? Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã đón xem video này. Chúc bạn nhận được nhiều ý nghĩa, nhiều bài học. Cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.